Ngày nay, tại một ngôi làng nọ. Chị Tấm ơi, chị Tấm. À nhầm, chị Nhung ơi, chị Nhung. Chị quét nhà nhanh lên, còn đống bát trong kia đang chờ chị rửa kìa. Ờ đúng rồi, nhanh tay lên. Xong hai đứa đi ra vườn nhặt trứng cho tao. Đứa nào nhặt nhanh, tao cho thẻ 100k. Thế à mẹ, con đi luôn. Chị Nhung, chị rửa bát xong chị mới được đi đấy nhá. Em đi trước đây. Ơ kìa, Thảo, không được như thế đâu. Cho thế là trên bẩn đấy. Ngồi quá. Tám quá. Sang bên kia xem còn không. Chị Nhung ơi, em thấy có con gà mé mơ á, nó hay cú tắc ở trong cái bụi này. Thế nào trong đấy có một ổ trứng mà xem, chị vào thử đi. Thật á? Chị sắp đầy rổ rồi, vậy là mình sẽ có thẻ điện thoại, giờ mua 4G, thao phục một ván bắt đi luôn. Chúng gà đâu hết rồi? Mèo ơi, mày có biết trứng gà của tao đi đâu hết rồi không? Này, mày làm gì mà cứ rú ẩm lên thế? Em bị mất hết trứng rồi. Ờ, bị mất nội tạng à? Để anh đi báo công an nhé. Không, không phải trứng đấy. Trứng gà cơ chứ không phải trứng của em đâu. Thôi, nín đi. Mai gà nó đẻ trứng khác, tao mà nhặt. Vâng, nhưng mà rõ tiếc á. Thế là em không được gì cho tiền để mua thẻ. Mai lại còn khuyến mãi 50% nữa. Chả có màng để bắn bắp gì. Tôi em về đây. Ờ, khoan. Còn con mèo. Mèo nhà anh nó nhảy sang đây mà. Thế mày mang nó về nuôi hộ anh cái. Nhà anh lắm mèo quá, nó cứ đi lang thang mãi rồi. Nhưng mà... Thôi, nuôi hộ anh đi. Sau này anh khắc cảm ơn sau, nhá. Nó dễ nuôi lắm. Vâng, thế nó ăn gì ạ? Nó ăn mấy cái hạt khô ấy, cái loại thức ăn mà dành riêng cho mèo ấy. Mà mỗi lần mày cho nó ăn mà không thấy nó á, thì hát nhá. Mình bắt chiếc loài mèo kêu nha, kêu cùng anh mèo 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 mèo. Đấy, hát như thế. Vâng, thế để em nuôi cho. Đằng nào em cũng chẳng có ai chơi cùng. Ờ, thế anh cảm ơn nhá. Mình bắt chiếc loài mèo kêu nha, kêu cùng anh meo 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 meo. Đây rồi, ăn cái này nhé. Mẹ ơi mẹ, chị Nhung kiếm đâu ra con mèo béo thế mẹ nhỉ? Đúng thật. Mẹ ơi, tự nhiên con thấy đói mẹ. Mẹ cũng thấy đói. Để mẹ bảo con Nhung đi mua trà sữa. Mèo. Mèo mèo. Nhung ơi. Dạ. Mày mang cái giả của mày ra đây. Nhung này, con đi mua cho dì cốc hồng trà kem chi 70% đường, 30% đá, nhân 2 lần trân châu. Con nhé. Vâng ạ. Con ra đầu ngõ mua ngay ạ. À không. Mua trà sữa chớ mua gần nhà. Nó cho nhiều trà mất ngủ chết tao. Thế dì muốn con mua ở đâu ạ? Lên trên phố mua đúng cái quán trà sữa nhấp nhô nhé. Chỗ đó hơi xa gì ạ. Nhưng mà thôi được, con đi Grab chắc là 1 tiếng nữa mới về đến nhà. Thôi được rồi, đi. Tiền đấy đủ để mua trà sữa với lại đi Grab đấy. Vâng, con đi ngay đây ạ.
giờ luộc hấp hay nấu giả cầy nhỉ? Mẹ mẹ, làm món mèo chiên xù chắc ngon mẹ nhỉ? Chiên xù á? Được. Dì ơi! Trà sữa của dì đấy ạ? Thảo, uống đi kìa. Thôi mẹ ạ, vừa ăn thịt con mèo. Con uống đi. Dì mua cho con uống mà. Dạo này dì thấy con làm việc hơi vất. Thật ạ? Vậy con xin ạ. Thật đấy. Nhưng mà con mèo của mình đâu nhở? Mèo! Mèo ơi! Mèo! Mình bắt chiếc lại mèo kêu nha. Kêu cùng em mèo 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 mèo. Anh vừa ôm em nhong nheo. Mèo 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 mèo. Chứ làm sao mà lại rú lên thế? Sao? Lại có cái chuyện gì? Con mèo của anh hình như nó bị tịt mất rồi. Nó còn rõ là bé mà em còn không được nhìn mặt nó lần cuối. Để anh gọi điện cho cô lao công xem còn bộ xương của nó không. Đem về mà làm lễ chi điệu. Vâng. Đây rồi. Này, may là chưa cho vào máy ép rác nhá. Cháu cảm ơn cô. Cháu xin ạ. Cháu có mấy đồng biếu cô uống nước ạ. Ừ rồi, cô xin. Cô đi nhá. Thôi nín đi. Đem vào gốc cây khế chôn cho nó ngọt quả. Vâng. Mẹ ơi là mẹ ơi. Dì, dì với em đi đâu đấy ạ? À? Em với mẹ đi ăn nhà hàng ở đây. Nhà hàng Bắc Liên mới mở ấy, siêu to khổng lồ luôn. Ơ, hôm trước bác mời cả ba mẹ con mà. Thế dì với em đợi con một chút, con thay quần áo nhá. Đã làm xong việc nhà chưa mà đòi đi? Con làm xong hết rồi ạ. À, lau nhà này, giặt quần áo này, tưới cây các thứ xong hết rồi, không còn việc gì đâu ạ. Ai bảo không còn việc? Còn chứ. Cầm lấy. Dì đưa cà phê cho con làm gì đây ạ? Dì dạo này kiêng đường. Cà phê có đường có hại cho sức khỏe. Con chịu khó tách đường ra. Rồi đi dự tiệc, dì sẽ giữ chỗ cho con. Ơ kìa dì. Dạ thôi ạ. Dì với em cứ đi đi ạ. Rõ ràng là không muốn cho mình đi cùng. Ê, thế nào mà mày cứ rú lên mãi thế? Anh ơi, em muốn đi ăn nhà hàng. Mà dĩ nhiên bắt em ở nhà tách hẳn đường với hẳn cà phê ra xong mới được đi. Thế có mà em đến để rửa bát à? Em còn trẻ, em muốn đi chill mà. Thôi được rồi. Làm gì mà cứ rú mày lên. Đây, để anh. Anh làm gì đấy? Gì mới bắt tách đường? Anh đem ra kia cho Kiến nó tha hết đường đi. Kiến chả thích ăn đường à? Mà mày vào thay quần áo đi nhà hàng đi cả muộn. Anh thông minh thật đấy. Em cảm ơn anh ạ. Thế lại thế nào? Tao mệt với mày quá. Em không đi được. Bây giờ đi ăn nhà hàng 5 sao mà em mặc như này, bảo vệ không cho em vào đâu. Thôi được rồi. Thế hôm đó anh bảo mày chôn xương con mèo dưới cây khế ấy,
Thế cái khế nhà mày đâu? Đưa anh ra xem nào. Mày xinh mà mày ngu thế. Rõ là phí. Cây này mày là cây khế à? Nhưng mà bây giờ nhà em có mỗi cây này thôi. Chả vui đây thì vui đâu. Với lại nghe nói câu với khế cùng họ mà. Mày đúng là ngu thật đấy. Tránh ra để tao trèo nào. Hôm nay nhiều đồ ăn ngon nhỉ mẹ nhở? Con chưa bao giờ được ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy luôn ấy. Ơ, điện thoại của ai đánh rơi đây nhở? Trông hình đèn đáng yêu thế này, chắc ở ngoài đời cũng xinh lắm đây. Ê, điện thoại của tôi đây. Ơ, mẹ, có phải điện thoại của mẹ đâu. Điện thoại của mẹ trong túi mà. Con này, im. Anh ơi, đây là điện thoại của tôi đấy. Nãy tôi đánh rơi, anh cho tôi xin lại. Có đúng không đấy? Hay hai người nhận vơ rồi đem đi bán lấy tiền? Không phải đâu anh ạ. Điện thoại này của mẹ em đấy, anh cho em xin lại đi. Được. Nếu là điện thoại của hai người thì đưa cái mặt ra đây, xem điện thoại có nhận diện được không nào. Chết rồi mẹ, làm nào bây giờ? Điện thoại của tôi. Tôi cài nhận diện khuôn mặt lúc không trang điểm. Bây giờ xinh thế này nó không nhận ra đâu. Thôi được rồi, nếu không nhận diện được khuôn mặt thì cô phải nhập đúng mật khẩu. Xong thì tôi mới trả máy cho cô. Vâng, đưa đây em nhập cho. Mẹ ơi, mật khẩu á, chắc là toàn số 0 với số 8 thôi. Con thấy 50% người dùng đều như thế. Ơ, sao không được nhỉ? Toàn số 8 này. Ơ, vẫn không được. Đưa đây, mẹ mày nhập cho. Thôi được rồi, không phải điện thoại của hai người ấy thì đừng cố mà nhập. Vô hiệu hóa điện thoại của người ta rồi này. Của tôi mà. Đừng có nhận vơ. Thật mà. Ơ kìa, buồn cười nhở. Của tôi. Sao cô không nhập được mật khẩu? Gì? Em? Hai người sao lại ở đây ạ? Hay là hai người ăn tiệc xong rồi ạ? Xong rồi chị ạ. Hết cỗ rồi, chị đi về đi. Đây là điện thoại của em mà. Sao lại... Hóa ra điện thoại này là của cô à? Tôi vừa mới nhận được ở đây. Anh cho em xin lại ạ. Đấy, hai người thấy không? Chủ nhân của điện thoại mở cái được ngay. Chưa ai nhận vơ như hai người. Thì nó trông giống điện thoại của tôi quá, tôi nhầm. Từ sau đi đâu, nhớ cất đồ cẩn thận nhá. Vâng, em cảm ơn anh. Em nhớ rồi ạ. Tiện thể... em có thể cho anh xin số điện thoại được không? Em cũng phải cảm ơn anh vì đã trả lại điện thoại cho em chứ. Số của anh đây. Cảm ơn em nhé. À, tiện thể anh cũng giới thiệu luôn. Anh là chủ tịch của công ty ABA. Rất vui được gặp em. Thế nhá, anh đi đây. Mẹ, chủ tịch mẹ. Anh ta là chủ tịch đấy. Tao biết rồi, mày không phải nhắc lại. Đấy, thấy trai cái tít hết mắt lại. Thảo, quay xe. Vâng, nhưng mà xe nào mẹ? Tao nhầm, tao đủ chen thì thôi đi về. Em vào đây, em xem đi. Đấy. Nào, em thích cái nào? Em ơi, lấy cho anh tất cả các mẫu có ở cửa hàng mình. Size S nhá. Anh ơi, anh lấy nhiều vậy làm gì ạ? Hay em có thích không? Anh mua cho em cả cái cửa hàng này để em làm chủ. Dạ, tôi không cần đâu ạ. Mình phải tiết kiệm chứ ạ. Chỉ cần em vui, anh sẽ làm tất cả. Vì anh yêu em mà.
Nhung sắp được lấy chồng chủ tịch rồi. Con muốn lấy chồng chủ tịch cơ. Rồi, để mẹ lo cho. Bảo ra. Dì. Bảo ra. Dì ơi. Dì làm gì mày thì thả con ra đi hả? Dì. Ngoan ngoãn ở trong mày đi. Khi nào mày già ấy thì tao sẽ cho mày ra. Ở đây canh con danh này cho chị. Vâng ạ. Cấm cho nó ra ngoài. Mỗi bữa chỉ cho nó ăn một suất cơm 15.000 thôi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Để nó thoát, biết tay chị đấy. Chị yên tâm, vì tiền em sẽ làm tất cả. Mai đám cưới rồi. Nhà hàng cháu cũng đã đặt. Thiếp mời thì đã được gửi đi hết. Bố mẹ cháu thì đang ở nước ngoài bay về đây. Giờ cô ấy mất tích. Cháu là chủ tịch, không thể mất mặt mà hủy đi đám cưới được. Cái Nhung nó hư hỏng. Nó bỏ nhà theo cái thằng Tuấn hàng xóm. Là lỗi của gia đình cô. Cháu cho cô xin lỗi nha. Anh ơi, nếu như đám cưới không thể hủy được mà chị Nhung lại bỏ nhà đi theo trai mất rồi thì anh cứ để em. Em sẵn sàng thay vị trí của chị Nhung để đám cưới có cô dâu ạ. Mày điên à con? Không mẹ, anh ấy cũng đáng thương mà mẹ. Chị Nhung thì lại quá đáng. Bỏ anh ấy đi theo trai, gia đình mình phải có trách nhiệm với anh ấy chứ. Em thực sự nghĩ như vậy à? Vâng. Ừ. Em phải chịu thiệt rồi. Anh ơi, công ty môi giới họ báo là tí nữa giúp việc sẽ đến. Anh ở nhà chỉ bảo họ làm việc nhá. Em đi ra ngoài chút. Ừ. Thế nhá, em đi đây. Ừ. Em chào anh ạ. Ừ. Cô đến rồi đấy à? Em, có đúng là em không? Uống đi. Alo, có gì cứ nói. Con tay kia đứng lại. Nó sổng ra rồi, bây giờ mày tính thế nào? Dạ chị yên tâm, em sẽ bắt nó về cho chị. Nếu mày không bắt được nó thì sao? Thì chị không phải trả tiền cho em ạ. Điều đấy là đương nhiên. Nhưng mà tao nói trước, nếu mày không bắt được nó thì tao sẽ thuê người khác và nhốt mày vào chính căn phòng kia đấy. Dạ, em đố chị bắt được em đấy. Đừng có thách tao, tao chưa ngán đứa nào bao giờ đâu. Dạ vâng, thế em xin phép được thách chị ạ. À. Dạ vâng, em xin phép ạ. Thời gian qua, em đi đâu vậy? Anh nghe gì em nói? Là em đi theo tên Tuấn nào cơ mà? Không phải đâu ạ. Hôm đó em bị tai nạn, xong nằm hôn mê. Dì em tốt bụng nên là bảo Thảo đến làm thế thân cho anh, cho anh đỡ mất mặt đấy ạ. Dì của em dù là mẹ kế nhưng mà tốt thật đấy. Tốt thật ạ. Alo, dì ạ? Alo, con gái à? Mai dỗ bố nhớ về con nhé. Vâng ạ, con nhớ mà dì. Nhớ là tốt rồi. Anh ơi, mai dỗ bố em, vậy sáng mai em về sớm, khi nào anh ta làm thì qua nhá. Nhất trí.
Con chào dì ạ. Anh chào Thảo. Dì ơi, vợ con đâu rồi ạ? Đấy, dì bảo mà con không nghe. Nó lại đi theo cái thằng Tuấn rồi đấy. Không, không thể như thế được. Chẳng có gì là không thể cả. Vợ con đây này, con đưa về đi. Mẹ đi. Nhưng mà con... Không nói nhiều, mẹ đi. Đấy, vợ mày có bầu rồi đấy. Đưa về mà chăm. Mẹ ở đây không chăm được. Xong con mẹ lại còi xương, suy dinh dưỡng ra. Dì, dì hỏi Thảo xem bố đứa bé là ai, chứ không phải con đâu ạ. Suốt thời gian qua nó ở với mày, không con mày thì con ai? Đưa nó về đi. Vớ vẩn. Thôi mẹ khẽ khẽ thôi. Không phải khẽ. Để tao xử lý. Đã đến mức này thì con cũng nói luôn, từ khi Thảo về nhà con với Thảo đều ngủ riêng. Đứa con trong bụng Thảo không thể là của con được. Thảo, thế này là thế nào? Con mọi chuyện cần nói con cũng đã nói xong. Con xin phép gì? Nói ngay! Nó là con của đứa nào? Dạ... là của anh Dương ạ. Ngu ơi là ngu! Nhung ơi! Nhung! Ui dồi, thế nào mà cứ khóc giống mãi lên thế? Anh Tuấn, thằng canh cửa đâu ạ? Anh nghe thấy mày khóc, anh chạy vào bảo nó mở cửa. Nó không mở, anh đấm nó ngất rồi. Anh cứu em ra với. Thế ngồi đấy nhá. Đợi anh tí, anh lấy chìa khóa cho. Thoát rồi anh ạ. Ơ, sao anh lại đeo ba lô? Anh nhìn đâu ấy? Anh vào Nam, vào trong đấy lập nghiệp, ở trong đấy dễ làm ăn hơn. Ở đây anh đói quá. Hay là anh cho em đi bớt. Chứ em ở đây không sớm thì muộn, bà dì ghẻ cũng bắt em nhốt lại. Khổ thân. Thôi được rồi, đi cùng anh vào trong Nam nhá. Vào đấy anh em mình đi khởi nghiệp. Vâng, vậy em sẽ coi anh như anh trai nhá. Thì anh vẫn coi mày như em gái mà. Thôi, đi, kéo lỡ tàu. Anh vừa mới xuống máy bay. Công việc ngoài đó có gì em phải báo với anh ngay nhá. Anh vào đây họp hội đồng quản trị. Được rồi. Nhưng mà chắc phải tuần sau anh mới về cơ. Ok. Có gì báo anh ngay nhá. Được rồi. Thế nhá. Ok. Cho anh chai nước khoáng em ơi. Vâng ạ. Anh cảm ơn. Vợ, nhất định ngày hôm nay em phải nói cho anh biết em và tên Tuấn đó là như thế nào. Là anh em kết nghĩa. Vậy là sao của em? Chuyện dài lắm anh ạ. Em về với anh đi. Anh nhớ em sắp phát điên rồi đấy. Không, em không về đó đâu. Em đi đến đây là muốn tránh mẹ kế của em. Em không muốn bị nhốt ở căn phòng đó nữa. Em sợ lắm. Không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ em. Sau lần này em trở về, bà ta sẽ không dám làm gì em nữa đâu. Em sẽ được an toàn. Em tin anh đi.
là do dì không tốt, dì suy nghĩ nông cạn. Con đừng trách dì. Để tình bà là mẹ kế của Nhung nên tôi sẽ không báo công an. Nhưng từ bây giờ bà mà động vào cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như bây giờ đâu. Được rồi, dì nhớ rồi. Đi về đi con. Mẹ ơi, từ từ đã. Con muốn hỏi chị ấy cái này. Chị Nhung ơi, chị dùng kem gì mà da chị trắng thế? Chị dùng kem trộn hiệu con chó. Vâng ạ. Chị Nhung đảo ơi là đảo. Thế này mà xinh à, mặt toàn mụn rồi. Đồ độc ác. Thôi đi con cám kia. À nhầm, con Thảo kia. Cơ địa mỗi người mỗi khác nhau. Nó dùng hợp, nhưng có thể mày không hợp. Còn Nhung ấy, nó không đem mày ra làm mắm cho mẹ mày ăn như trong chuyện là may cho mày lắm rồi đấy. Vâng.